hiệp hành cùng hội thánh, hiệp hành cầu nguyện 7 ngày cho tiến trình hiệp hành của hội thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thượng phàm vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người. Chiều nay chiều chết mà chúng tôi cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hối thánh dây, thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trong cây vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng, xem thay mặt Đức Chúa Trời hưởng phước đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trong tốt trong lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Ngày thứ ba, hội thánh hiệp hành, hội thánh luôn luôn lên đường. Suy niệm. Hội thánh hiệp hành là một hội thánh luôn luôn lên đường. Thánh Kinh chỉ cho chúng ta thấy Thiên Chúa thách đố những ai tin vào Người như thế nào và họ phải lên đường với lòng tin ra sao. Ông Abraham đã nhận được lời mời gọi lên đường đến một vùng đất mới. Ông Môsê đã nghe tiếng Chúa gọi lên đường và ông đã dẫn dắt dân Chúa lên đường về đất hứa. Trong tiến trình hiệp hành của hội thánh, lệnh truyền lên đường vẫn vang dội trong những hoàn cảnh mới, với những thách đố mới, và tất cả mọi thành viên của hội thánh đều được mời gọi dự phần vào sứ mạng lên đường này. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải phân định đường đi nước bước mà Chúa đã vạch ra. Nhưng chúng ta phải vâng theo tiếng gọi lên đường của Chúa là ra đi khỏi khu vực tiện nghi an toàn của mình, để đến mọi vùng ngoại vi đang cần ánh sáng tin mừng. Lòng hăm hở lên đường ra khỏi chính mình phải luôn là động lực thôi thúc chúng ta như lời Chúa dạy. Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó. Marco chương 1 câu 38. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mời Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa, trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con đừng nán lại, nhưng biết để cho Thánh Thần dẫn mình đi đến các làng mạc khác. Xin cho chúng con ý thức rằng, tin mừng tự nó có quyền năng mà chúng con không thể dự đoán được.
một khi được gieo thì nó tự mọc lên, ngay cả khi chúng con thức hay ngủ. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết trung thành noi gương Đức Giêsu lên đường và coi việc lên đường loan báo tin mừng có tầm mức quan trọng sống còn đối với hội thánh chúng con. Khi thấy cỏ lùn mọc lên giữa những cây lúa, xin cho chúng con đừng oán trách, nhưng kiên nhẫn chờ đợi và biết mở lòng ra để chiêm ngắm cách thế mà lời Chúa nhập thể trong những hoàn cảnh, cho dẫu không mấy thuận lợi. Amen. Chung nhịp Chúa đưa và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ chí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài trong tương quan với Chúa như là với nhau, luôn luôn gặp gỡ, luôn luôn lắng nghe cùng nhau phân định. Đó là những việc chúng con phải làm để hiệp hành cùng sống đức tin và loan báo tin mừng. Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ chí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài trong yêu thương bác ái hết mọi người chúng con, luôn luôn hiệp thông tham gia sứ vụ hội thánh nơi nơi, ghi lời Chúa dạy lắng nghe thánh thần, cùng một lòng mà đi với nhau làm thế giới tươi màu. Chung nhịp Chúa đưa và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ chí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài bên nhau trông lên Chúa. Chúng con cùng đứng đây, xin Thánh Thần Chúa soi cho chúng con tròn đúng con đường. Chúng con yếu hèn, tôi tâm lỗi lầm, nguyện lời Ngài dìu đưa chúng con cùng chung bước lữ hành.
theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ, chí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài.